đến tất cả các anh chị một cái buổi mà chúng ta như định kỳ, đó là cái buổi cơ hội làm chủ cuộc sống. Và không để mất thời gian của tất cả các anh chị, Liên xin giới thiệu lên đây một người chị mà Liên cũng vô cùng là yêu quý, ngưỡng mộ. Chị đã từng có một thời gian 5 năm học lưu học sinh ở Nga. Và chị rất là yêu nước Nga, phải nói là cũng yêu nước Nga giống như là anh Minh của chúng ta đấy ạ. Khi mà biết đến cái cơ hội này, Liên chỉ nói là ở Nga là chị đã rất là muốn tìm hiểu. Và sau một cái thời gian tìm hiểu cũng như là trải nghiệm, kết quả rất là tốt, thì bây giờ chị đã quyết tâm là dồn thời gian gần như là dồn thời gian 100% đúng không ạ? Chị Liên mất mạng rồi. Vậy thì Huynh xin trân trọng giới thiệu chị. À vâng, Liên xin lỗi. Dạ. Mời chị Huynh mất mạng. Vâng. Vâng ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn Hoàng Liên, người đã cho tôi được cái thông tin, và tôi nghe chắc là sẽ biết ơn Hoàng Liên suốt cuộc đời này. Vâng, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay như Hoàng Liên đã nói đấy, một ngày chủ nhật rất là đẹp. Và tất cả, tôi nghĩ rằng tất cả các cô chú, anh chị, các bạn có mặt trong Zoom ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta đang có mong muốn để có một cái cơ hội nào đó để thay đổi cuộc sống của mình. Và tôi nghĩ rằng là các cô chú, anh chị và các bạn đã đến đúng nơi rồi đó. Thì trước tiên là xin cho phép là tôi được giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi tên đầy đủ là Lê Thị Kim Oanh và năm nay vừa bước sang tuổi 54 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi là tư vấn viên của tập đoàn Cyber Wireless. Tôi hiện thì đã về hưu. Và tôi quyết định là về hưu sớm bởi vì là tôi muốn xây dựng một cái gì đó cho riêng mình. Một cái gì đó mà chạy theo cái cách mà mình mong muốn, và đồng nghĩa với việc là tôi có thể giúp đỡ những cái người thân của mình, những người mà tôi quen biết, để cho họ có một cái công việc hay một cái thu nhập để trang trải cuộc sống. Tại vì tôi đã qua 5 năm làm việc ở trong cơ quan nhà nước và 22 năm làm ở trong một cái doanh nghiệp mà lúc đầu là doanh nghiệp nhà nước, và sau đó thì chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiều thành viên. Và tôi đã có một cái vị trí cũng như một cái thu nhập là tôi nghĩ là nhiều người mong muốn. Nhưng kể cả với cái vị trí đó, với cái thu nhập đó, tôi cũng không thể thực hiện được cái mong muốn của mình. Và thêm vào đó thì cái công việc đó đã lấy của tôi hầu như toàn bộ cái thời gian. Tức là hành trình hàng ngày của tôi chỉ là từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan quay trở về nhà. Và rồi nhưng mà rất là may mắn, rồi đến một ngày mà tôi đã nhận ra rằng cuộc sống không thể chỉ có như vậy, cần phải thay đổi một cái điều gì đó. Và chính vì vậy mà tôi quyết định về hưu sớm. Nhưng mà khi mà tôi còn chưa biết là bắt đầu như thế nào cả, thì tôi đành phải gác lại những cái ước mơ đó và quyết định là đi tìm một công việc gì đó mà có cho tôi cái thoải mái thời gian và một cái thu nhập khoảng 10 triệu thôi. Thì cơ duyên đến là tôi biết được đến Siberia, thì ngay lập tức là tôi đón nhận Siberia. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi đã học ở Nga 5 năm và tôi biết là con người Nga rất là đôn hậu, rất là chất phác, và các cái sản phẩm của Nga thật vô cùng, và giá thì không phải suy nghĩ gì cả. Thế cho nên là ngay lập tức là tôi đón nhận Siberia, mà hơn nữa thì đây lại là các sản phẩm về bảo vệ sức khỏe. Tôi thì vốn là một người mà thích tức là chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Tôi không muốn là sau cái hành trình là từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan trở về nhà lại là một cái hành trình từ nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện trở về nhà. Chính vì vậy mà tôi đã sử dụng thực phẩm chức năng từ khi mà tôi còn đang làm việc, tức là được khoảng 3-4 năm gì đó trước khi tôi nghỉ hưu. Nhưng khi mà tôi nghỉ hưu thì là tôi đã phải dừng lại, bởi vì là các cái chi phí nó cũng khá là lớn và tôi không thể tiếp tục dùng được nữa. Chính vì vậy mà khi mà nhìn đến cái bảng giá của Siberia thì tôi thực sự là tôi cảm thấy mình vô cùng là may mắn, bởi vì tôi hiểu rằng mình lại được tiếp tục dùng các cái sản phẩm để bảo vệ sức khỏe của mình một cách chủ động. Mà không những thế thì đây là nó là hoàn toàn là có một cái chương trình bản quyền. Một cái chương trình bản quyền mà tôi chưa thể có được ở trước đó. Và tôi lập tức trải nghiệm các sản phẩm của Siberia theo sự hướng dẫn của người đỡ đầu. Và điều đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ tôi nghĩ mình bị viêm xoang, thì các sản phẩm của Siberia đã giúp tôi phát hiện ra cái người giấu mặt và giúp tôi loại bỏ được vô số những cái rác rưởi ở trong đã tích lũy trong người tôi từ bao nhiêu năm qua. Và như bây giờ các cô chú và các anh chị và các bạn đã thấy đấy, cái giọng của tôi là đã trở lại là hầu như là 98-99% rồi. Thực sự là tôi nghĩ rằng là đến với Siberia là một cái nhân duyên, nhưng ở lại được với Siberia thì đó chắc là phải có một cái phước báo gì đó. Và Siberia đã thử thách bạn ngay từ vòng đầu tiên, tức là ngay từ cái vòng là trải nghiệm sản phẩm. Nếu mà bạn không qua được cái vòng này thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ không có cơ hội để thịnh vượng cùng Siberia. Chính vì vậy mà hôm nay thì tôi
rất là muốn mong muốn được giới thiệu với các bạn một cái số thông tin cơ bản trong cái chủ đề về buổi Zoom hôm nay là cơ hội làm chủ cuộc sống. Và tôi mong rất là mong muốn rằng các cô chú, anh chị và các bạn có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, nếu như là chưa quyết định hợp tác cùng Siri thì hãy đừng để cho Siri chỉ là một cái nhân duyên, một cái duyên thoáng qua, mà hãy ngay lập tức bắt đầu một cái hành trình thịnh vượng cùng Siri. Thì không để các anh chị, cô chú, anh chị và các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ thì tôi xin bắt đầu được vào giới thiệu. Và đây là một cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là sẽ thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người, đã thay đổi và chắc chắn là nó sẽ tiếp tục thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Và ở đây đến với Siri thì bạn có được 4 cơ hội. Thứ nhất là bạn là một người khách hàng thông minh, được giảm giá 25%. Và lựa chọn thứ hai là bạn có một thu nhập từ 12 đến 22 triệu. Lựa chọn thứ ba là bạn có một cái thu nhập từ 40 đến 105 triệu. Và lựa chọn thứ tư là bạn có một cái doanh nghiệp lớn với một cái thu nhập 210 triệu và hơn nữa. Thì khi bạn trở thành lựa chọn phương án thứ nhất là khách hàng thân thiết thì bạn sẽ được giảm giá 25% trước thuế của tất cả các cái đơn mua hàng. Thì đây là với cái quyết định mà trở thành khách hàng thường xuyên của Siri thì bạn đã có một cái quyết định rất là thông minh. Bởi vì sao? Bởi vì bạn bắt đầu chăm sóc sức khỏe cho mình một cách chủ động, và không những thế bạn trở thành một con người thông minh vì bạn được giảm giá 25%. Và như vậy là rất là ít khi mà bạn có thể có được một cái mức cái giảm giá như thế này với các cái sản phẩm mà và thông thường. Thì xin thủ lĩnh cho tiếp với cái một cái lựa chọn thứ hai, tức là bạn đã có một công việc bạn cũng rất là yêu thích rồi, nhưng bạn vẫn muốn có một cái thu nhập thêm để nó đảm bảo cho bạn một cái cuộc sống ở một cái thu nhập mức cao hơn. Thì bạn có một cái lựa chọn thứ hai với cái thu nhập từ 12 đến 22 triệu đồng một tháng. Và để mà có cái thu nhập này thì bạn sẽ bỏ vào đây một cái khoảng là 3 đến 2 đến 3 giờ một ngày làm việc. Và không những thế, bạn sẽ còn được đào tạo, và bạn không thỏa mãn với cái việc là bạn chỉ làm một cái thu nhập bổ sung, mà bạn sẽ muốn nói một cái doanh nghiệp, một cái công việc hoàn toàn của mình. Giống như tôi hiện giờ đang lựa chọn, đây là một công việc của mình với mức thu nhập từ 40 đến 105 triệu. Thì tham gia vào cái công việc như này thì bạn có những cái cơ hội bổ sung, như là một cái chương trình khởi động nhanh, hay là một cái dự án xe hơi, là một cái chương trình mà được rất nhiều các bạn trẻ, nó là trở thành một cái động cơ đối với là rất là nhiều người. Và ngoài ra còn có những chương trình du lịch, và đặc biệt là những cái chương trình đào tạo để phát triển bản thân, và mang lại cho bạn một cái sự lớn, rất là phát triển về bản thân, mà không một cái trường lớp nào có thể cho bạn một cái cơ hội như thế cả. Và nếu như bạn không dừng lại ở đó, bạn muốn bước ra thế giới, thì đó lúc đó bạn sẽ lựa chọn một cái doanh nghiệp lớn, và như vậy thì bạn sẽ đầu tư toàn bộ cái thời gian cũng như năng lượng của mình vào cái công việc này, và bạn sẽ có một cái doanh nghiệp mà tầm cỡ quốc tế. Thu nhập sẽ là từ 200 triệu, 10 triệu một tháng và hơn thế nữa. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều những phần thưởng, và như là một cái biệt thự ở bên bờ biển Hy Lạp là một cái động lực đối với rất nhiều người, và còn rất là nhiều những cái phần thưởng khác. Và tại sao Siri lại có thể cho bạn được nhiều cơ hội như thế? Thì tất cả nó nằm ở trong những cái cụm từ thực sự Siri, thực sự sáng tạo và vì con người. Tại sao lại thực sự Siri? Bởi vì nếu như tất cả những ai mà đã xem những cái thước phim về cái vùng nguyên liệu Siri thì đều cảm thấy một cái sự rất là xúc động, rất là ngưỡng mộ đối với cả một cái nguồn nguyên liệu như vậy. Một cái những cái sản những cái thực cây cỏ mọc lên từ cái vùng mà nước sạch, đất sạch, không khí sạch, và hơn thế nữa nó cực kỳ là khắc nghiệt, với cái nhiệt độ mùa đông là lên đến xuống đến -50-60 độ C, và mùa hè lên đến 40 độ C. Thì tất cả những cái thực vật, những cái cây cỏ mọc ở vùng này nó phải có một cái sức sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà để mà những cái cây cỏ, những cái thảo mộc đó trở thành một cái sản phẩm để phục vụ cho con người, thì đó là một cái phải có một cái sự đóng góp rất lớn của tất cả các nhà khoa học, hơn 100 nhà khoa học hàng đầu của Nga và trên thế giới. Thì đó là thực sự sáng tạo. Còn nhưng mà cái điều mà làm cho Siri hoàn toàn khác với tất cả các cái khác đó chính là cái vì con người.
Và tại sao chúng ta lại nói vì con người? Bởi vì tất cả các cái sản phẩm của Siberi thực sự là nó đã làm cho con người trở về với thiên nhiên, làm cho con người được khỏe mạnh, làm cho con người. Và cái điều này nó dành cho không phải chỉ những người có thu nhập mà cho những người nghèo cũng có thể được dùng. Và Siberi thì đến nay đã được 25 năm phát triển và hiện nay là có trên 250 sản phẩm và có mặt ở 26 quốc gia nhưng mà được tiêu dùng ở trên 65 quốc gia. Và điều đặc biệt là Siberi đã vào được thị trường ở Đức vào năm 2009 và thị trường Mỹ 2010. Đây là hai thị trường vừa rất là khắc, tức là rất là có những cái rào cản, những cái điều kiện để mà tham gia vào nó rất là khó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi mà với các cái sản phẩm của Siberi. Và Siberi vào được Việt Nam vào năm 2013 và hiện nay thì Siberi có hai cái văn phòng tại để trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc khách hàng ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là những cái hình ảnh của trung tâm ở tại Hà Nội. Và tôi rất là muốn được giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn ở đây là hai con người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, đó là bà chủ tịch tập đoàn Tatiana Korkovskaya và chồng của bà là giám đốc khoa học Yuri Gichev. Đây là hai con người mà đã dẫn dắt tập đoàn từ khi còn nhỏ bé cho đến bây giờ đã là một cái tập đoàn rất là lớn mạnh. Và thực sự là tôi nghĩ rằng ngày nay rất là nhiều người, hàng triệu con người trên thế giới đang ngày đêm cảm ơn hai con người này vì họ đã mang lại cho hàng triệu con người những sự thay đổi về sức khỏe, về cuộc sống. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng là một trong số những con người như vậy. Rất là biết ơn hai con người này. Xin thủ lĩnh cho tiếp tục. Chắc chắn là khi hợp tác với tập đoàn thì chúng ta đều biết rằng là chúng ta đang kinh doanh những cái sản phẩm gì. Thì Siberi cho ra đời những một cái thế giới, những cái sản phẩm vô cùng độc đáo. Tại sao chúng ta lại có thể nói là thế giới những sản phẩm độc đáo? Vì ở đây có khoảng ở tại Việt Nam thì có khoảng gần 200 sản phẩm. Còn ở tập đoàn là 250 sản phẩm và đó thực sự là một thế giới những sản phẩm và bạn có thể thoải mái để mà lựa chọn các cái sản phẩm ở đây cho tất cả, tức là khi bạn có thể nhìn thấy tất cả 100% những người xung quanh mình đều là những khách hàng của Siberi, đều có thể trở thành những khách hàng của Siberi. Để mà giới thiệu hết về những cái sản phẩm của Siberi thì chúng ta không có nhiều thời gian, thì tôi xin giới thiệu một số các cái dòng sản phẩm rất là cơ bản như là một cái giải pháp phòng đột quỵ và ung thư. Thì đây là một cái bộ sản phẩm giúp bạn loại trừ được những cái căn bệnh mà hiện nay rất là đó là một cái cảnh báo và là một cái rất là nhức nhối về vấn đề sức khỏe đối với lại người Việt Nam, đó là các căn bệnh về đột quỵ và ung thư. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mình dùng các cái sản phẩm như thế này thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được cái căn bệnh này, thay vì chúng ta sẽ vào bệnh viện để làm các cái xét nghiệm tầm soát ung thư sớm. Thì chắc chắn là chúng ta hiểu rằng là ung thư bắt đầu từ những cái tế bào và bạn không thể tầm soát được tất cả tế bào trong cơ thể mình. Thế thì thay vì như thế, bạn hãy dùng các cái bộ sản phẩm này với một cái chi phí vô cùng là vô cùng hiệu quả và bạn hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình và hoàn toàn có thể loại trừ được hai cái căn bệnh đột quỵ và ung thư này và hoàn toàn. Còn đây là một cái bộ sản phẩm để mà điều chỉnh trọng lượng với thân hình chắc khỏe. Thì trong cái cuộc sống hiện đại này thì rất nhiều người đang băn khoăn cũng như là lo lắng về cái việc cái thân hình của mình, thì đây chính là cái bộ sản phẩm rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng Siberi cho bạn không chỉ là cái bộ sản phẩm này để điều chỉnh trọng lượng với thân hình sức khỏe, mà Siberi sẽ mang đến cho bạn một cái phong cách sống, một cái phong cách sống rất là lành mạnh. Bạn sẽ tập luyện thể thao cùng với việc dùng các cái sản phẩm này, và đó là một cái điều mà nó vượt lên tất cả những cái sản phẩm. Nó là sẽ mang đến cho bạn một phong cách sống mà không phải một cái tập đoàn nào cũng có thể cho bạn cái điều này. Và đấy là một cái giá trị mà rất là lớn và mà tôi nghĩ rằng là tôi đã nhận thấy. Có đây là một cái bộ cho sinh lý nam, bộ với cái bộ cái sản phẩm này thì
sẽ mang lại cho những người đàn ông một cái sức khỏe về thể lực và trí lực, và giúp cho họ trở thành một cái người đàn ông đích thực, những người một cái bờ vai chắc chắn cho những người phụ nữ yêu thương của mình, cho cái gia đình yêu thương của mình. Còn những người, đây là một cái bộ sản phẩm mà tôi nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ đều vô cùng yêu mến, yêu quý. Và đây là cái lý do mà tại sao mà những người phụ nữ khi mà nói đến Sigri thì bao giờ cũng rất là nhiệt huyết và có một cái tình yêu không thể nào mà có thể tức là không thể ngừng được cái việc là nói về các cái sản phẩm của Sigri với một cái tình yêu vô bờ bến. Và đây chính là bởi vì là những cái bộ sản phẩm này nó đem lại cho người phụ nữ một cái sắc đẹp, và không phải từ chỉ bên ngoài đâu, nó từ ở bên trong, một cái năng lượng mà từ bên trong và nó toát ra, nó toàn ra ở bên ngoài. Và tất cả những người khi mà các chị em phụ nữ khi dùng cái bộ sản phẩm này chỉ từ 1 tháng đến 2 tháng thì sẽ thấy rõ cái điều đó. Còn đây là cái bộ sản phẩm rất là xinh xắn đáng yêu dành cho các bé. Và thực sự là tôi đã ở Nga cho nên tôi biết là người Nga họ rất là quan tâm và rất là yêu ái đối với lại trẻ em, cho nên là tôi cũng bản thân tôi thì luôn luôn dùng hai cái sản phẩm này, bởi vì cái vitamin ấy, nó mang cho tôi một cái năng lượng ngay tức thì, tức là khi mà đói là mình cứ ăn luôn, rất là ngon, và còn cái con cá cũng thấy rất là thơm. Và cái bộ sản phẩm này nó rất là chỉ có hai sản phẩm thôi với một cái chi phí vô cùng là rất là hiệu quả, chỉ chưa đến 400.000 mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm để chăm sóc sức khỏe cho con mình. Còn đây là những cái dòng sản phẩm gọi là dòng sản phẩm mà thông minh, thực sự là nó rất là phù hợp cho cái cuộc sống hiện đại, cuộc sống mà có đối với rất là nhiều người thì họ cũng muốn chăm sóc sức khỏe cho mình nhưng họ không có thời gian, thì đây là thực sự là những cái sản phẩm rất là phù hợp. Với những cái việc là bạn chỉ việc lấy một cái túi ở trong những cái hộp này và mang đi, và bạn sẽ bảo đảm cho mình có một cái sức khỏe như mình mong muốn. Đây là những cái sản phẩm. Còn đây là một cái dòng dinh dưỡng thể thao. Thì tất cả những cái người mà luyện tập thể thao thường xuyên chắc chắn là nhìn cái bộ sản phẩm này sẽ thấy vô cùng là yêu thích. Nó sẽ mang đến cho bạn một cái những cái đầy đủ về protein, về tất cả các cái chất mà làm giúp cho bạn có thể thường xuyên luyện tập thể thao mà không lo lắng đến cái việc là mình có được bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất hay là những cái chất khác hay không. Thì đây là một cái bộ sản phẩm dinh dưỡng thể thao mà vô cùng là yêu thích của tất cả những người mà thường xuyên luyện tập thể thao. Còn đây là cái dòng sản phẩm mà tôi nghĩ là chị em phụ nữ cũng rất là nhiều cảm xúc khi nói về các cái sản phẩm này. Thì cái kem đánh răng là một cái loại mà nếu mà bạn đã dùng một lần rồi thì bạn sẽ không bao giờ bạn có thể dùng được các cái sản phẩm khác nữa. Còn những cái đồ mỹ phẩm như này thì thực sự là khi mà bạn dùng nó, bạn sẽ cảm giác là mình đã được Sigri chăm sóc như thế nào, một cái cảm giác đã vô cùng là dịu dàng và vô cùng là và tinh tế. Và tôi nghĩ rằng là tại sao cái Sigri lại ưu ái cho những người phụ nữ, với chắc chắn là bởi vì chủ tịch là một người phụ nữ rất là xinh đẹp và vô cùng thông minh. Thế còn đây là một cái sản phẩm mà gọi là tức là tất cả những cái tư vấn viên hay tất cả những người đã biết đến Sigri thì không thể không có cái sản phẩm này trong cái tủ thuốc nhà mình, bởi vì nó giúp bạn giải quyết được vô số vấn đề về sức khỏe, và bạn chỉ cần có trong tủ thuốc của nhà mình cái sản phẩm này cùng với ban gian là bạn có thể giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Thì cái sản phẩm này thực tế của nó là một cái sản phẩm mà có duy nhất có hai tác động, thứ nhất là bảo vệ tế bào khỏe mạnh và thứ hai là tiêu diệt tất cả các tế bào xấu có hại trong cơ thể. Thì đây là một cái sản phẩm mà có 102, tôi nghĩ rằng có 102 để mà, và đây chính là một cái vaccine để phòng chống bệnh ung thư, chính là một cái vaccine để phòng chống bệnh ung thư ạ. Là một cái sản phẩm vô cùng yêu quý của tất cả các tư vấn viên. Còn đây là một cái sản phẩm đẳng cấp mới, như các bạn cũng đã nhìn thấy các cái bao bì của nó đấy, vô cùng là đẳng cấp, rất là đẹp, và khi mà dùng rồi cũng không muốn bỏ cái hộp nó đi ạ. Tôi vẫn tích tất cả những cái hộp này giữ lại bởi vì không thể nào mà vứt đi được ạ. Và đấy là vỏ hộp thôi, nhưng mà ở trên bên trong chất lượng thì đó là một cái sự hoàn hảo. Sản phẩm siêu vitamin sẽ cung cấp đầy đủ các cái vitamin cho những cái người mà đang yếu này, hoặc là kể cả những người mà không có bệnh tật gì nhưng mà họ muốn tăng cường sức khỏe một cách toàn diện tổng thể nhất. Còn sản phẩm cho mắt và não là sản phẩm Neurovision.
thì cái này tôi đang sử dụng và tôi cũng đang cho con gái sử dụng, vì con gái đang vào một cái thời kỳ rất là căng thẳng, cho nên là tôi đã chuẩn bị cho con gái những cái sản phẩm này, và tôi cảm thấy vô cùng yên tâm khi mà hàng ngày cháu dùng cái sản phẩm này. Còn cái sản phẩm màu tím ấy là Stress Relief thì nó sẽ giúp bạn cải thiện được cái tình trạng về tinh thần, giúp bạn được thư giãn, có một cái giấc ngủ. Và sản phẩm này thì tôi chưa trải nghiệm, nhưng mà tôi biết rằng là có rất là nhiều người đã trải nghiệm và họ đã giúp cho rất là nhiều người mất ngủ hàng nhiều năm, nhưng mà khi mà dùng sản phẩm này đã lấy lại được giấc ngủ và lấy lại được cái sức khỏe của mình. Thì thực sự đây là một cái sản phẩm rất là, một dòng sản phẩm rất là đẳng cấp ạ. Vâng, chị mời ba người. Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã có những cái thông tin cơ bản về tập đoàn cũng như là về các sản phẩm của Siberi. Thì sau đây xin mời được ba người lên chia sẻ về các cái hiệu quả sử dụng của sản phẩm ạ. Xin mời. Ai nói tôi? Ai chia sẻ thì xin nói tôi ạ. Kết quả sản phẩm. Xin mời ai lên chia sẻ về các hiệu quả của các sản phẩm mình đã sử dụng. Tôi nghĩ là chắc chắn là rất là nhiều người đã sử dụng và có hiệu quả rồi. Vâng ạ, cho tôi xin chị Oanh cho tôi được chia sẻ. Vâng, thực ra thì thế này, với những người là tư vấn viên của tập đoàn có rất là nhiều cái kết quả rồi, nhưng tôi cũng có một chia sẻ và nó rất gần đây đối với tôi, đó là dành cho người mẹ tôi. Tôi vô cùng yêu quý. Và một hôm thì bà bị não hủy xuống dưới sảnh. Bị xuống dưới sảnh thì tôi nhận được thông tin. Bố tôi gọi thì tôi rất là lo. Thế bà tôi có liên lạc với cả thủ lĩnh quốc gia Phạm Trần Huỳnh. Hỏi là thủ lĩnh có hỏi tôi là chỉ cần đo cho bà xem bà có bị huyết áp không. Thì tôi cũng gọi về và ông nói là bà không bị huyết áp, thì tôi hoàn toàn yên tâm. Và tôi đã đem đến những cái sản phẩm mà mình hiện có ở trong nhà mình. Thì lúc đó thì tôi chỉ nghĩ ngay đến cái vấn đề của bà, đó là khớp. Thì bà cũng đang bị khớp rất là gần như là có vấn đề rất là nguy kịch. Thì khi tôi đến thì tôi xem qua thì tôi có một vài cái sản phẩm cho khớp và có một vài những cái sản phẩm khác thì tôi phải nhờ từ những người bạn cũng là làm trong Siberi của mình và tôi đem đến cho bà. Thì khi đó là tôi thấy là cái chân của bà, cái chân trái của bà gần như là nó co rúm lại ấy, nó co rúm lại. Thì lúc đó thì theo như là cái cảm nhận của mình và cái hiểu biết của mình thì tôi biết là mẹ tôi thiếu magie rất là nhiều, bởi vì là cái đấy nó làm cho co cứng cái chân của bà lại. Thì tôi đã cho bà dùng một cái liều mà gần như là cái liều cấp ấy, tôi cho dùng 8 viên magie, 8 viên magie, 6 viên canxi và tôi cho dùng về Pulsebox một số những cái nữa và tôi cho dùng lim. Thì rất là lạ kỳ, và điều đặc biệt nữa là tôi dùng cái gel xương khớp ấy, bởi vì chính cái gel xương khớp đó là cái mà tôi xoa bóp vào cho mẹ tôi, thì mẹ tôi cảm nhận thấy nó đỡ đau nhiều, đỡ đau luôn. Nhưng mà lúc đó là bà chưa duỗi được chân ra đâu ạ, chân nó vẫn co cứng cái chân trái lại. Nhưng mà tôi xoa liên tục cứ hơn một tiếng tôi xoa một lần, thì đến chiều khoảng 4-5 tiếng sau thì bà bắt đầu co và duỗi cái chân ra một cách rất là đau đớn, một cách rất là đau đớn, nhưng bà đã cố gượng được dậy để bà duỗi cái chân ra. Thế thì tôi thấy là khi cho bà dùng cái liều như vậy cộng với cả cái sự xoa bóp, mình xoa bóp cho mẹ mình liên tục như vậy, thì chỉ có ngày hôm sau rất là diệu kỳ ạ. Ngày hôm sau thì buổi tối tôi ở đấy với bà và bà cũng chỉ nâng bà thôi, nhưng bà đã co được cái chân, bà đưa được cái chân từ trên giường xuống dưới đất để bà dê người ra để bà có thể đi vệ sinh được. Thì tôi thấy rằng nó vô cùng là hiệu nghiệm. Và đến ngày hôm sau thì ạ, các quý vị có biết không, đến ngày hôm sau thì mẹ tôi đã bắt đầu co được chân và co duỗi đấy. Tức là cái chân nó đã có một cái tác động co duỗi, nhưng tôi sờ vào cái bắp đùi trái của bà thì nó vẫn rất là cứng, nó cứng y như là mình bị chuột rút như thế nào thì nó như vậy. Thế và nó rất là cứng. Và tôi tiếp tục, tôi cho bà uống theo cái liệu trình mà chúng ta đã được biết đến của cái sản phẩm hoàn toàn của Siberi. Sau đó thì tôi tiếp tục xoa bóp cho bà. Và rất là lạ là 3 ngày thôi ạ, chỉ có 3 ngày tôi liên tục ở với bà, tôi kèm bà uống uống tất cả, đặc biệt đó là cái lim. Tôi cho mẹ tôi dùng cái lim rất là nhiều, tôi cho đến 3 lần một ngày. Sau đó thì là tôi xoa liên tục như thế. Thì ngày thứ 3 thì có một cái hiệu nghiệm, đó là bà đã bắt đầu bám được cái bàn ở bên cạnh ấy và bà ngồi dậy được. Thì cái đấy là tôi thấy nó rất là hiệu nghiệm và diệu kỳ. Và điều đặc biệt hơn nữa, chỉ có hơn một tuần thôi
thì mẹ tôi đã bắt đầu là đi ra ngoài cửa hàng để tức là đi trang điểm lại, làm lại đầu của bà được. Thì tôi thấy đấy nó là cái mà vô cùng là hiệu nghiệm và diệu kỳ cho chính người mẹ của tôi. Còn sản phẩm ở đây thì nhiều kết quả lắm, nhưng tôi chỉ muốn nói cái kết quả mà gần đây nhất đối với tôi. Và tôi cũng xin là tất cả mọi người, chúng ta nếu biết đến có cái vấn đề gì thì chúng ta hãy mạnh dạn cho người nhà của ta, chúng ta dùng. Bởi vì sản phẩm của Sibri không phải là chúng ta dùng trên những cái mà ghi ở trên sản phẩm, mà ví dụ như với mẹ của tôi là tôi cho đến 8 viên và 6 viên canxi và 8 viên magie, chứ không phải chỉ dùng theo cái liệu trình. Vậy chúng ta hãy mạnh dạn cho gia đình chúng ta, những người thân yêu của chúng ta dùng, nó có những cái kết quả rất là nhanh. Vâng, đó là cái câu chuyện của tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, để mọi người có thể là cảm nhận được cái kết quả của sản phẩm và cũng là chung vui cùng với tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời những người khác ạ. Vâng ạ, xin mời xem là bạn nào, còn anh chị nào muốn chia sẻ. Thực sự thì tôi nghĩ là Hoàng Liên là sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì với việc mà biết đến sản phẩm Sibri thì Hoàng Liên đã có thể thực hiện cái hiếu nghĩa, tấm lòng hiếu nghĩa của mình với cha mẹ. Và như vậy thì Sibri đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều mà không chỉ là cái việc là thu nhập đâu ạ, mà rất là nhiều thứ, kể cả cái đấy như bạn Hoàng Liên, bạn đã có thể trả nghĩa hiếu với cha mẹ của mình bằng việc dùng các cái sản phẩm của Sibri. Vâng ạ, xin mời anh chị nào có thêm các cái chia sẻ. Nếu như là chưa không có thêm các chia sẻ nào thì ngay sau đây thì tôi xin giới thiệu một người người em, một người đã là cho tôi thông tin về Sibri sẽ đến với các bạn với cái phần trình bày tiếp theo, việc là làm như thế nào để chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Sibri, làm sao để có thể biến tất cả những cái ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Thì xin được mời tư vấn viên cao cấp Nguyễn Thị Hoàng Liên, xin mời chị. Xin chào, xin cảm ơn chị Oanh. Cảm ơn chị Oanh đã có những cái thông tin chia sẻ rất là tuyệt vời về phần sản phẩm. Và Liên rất vui mừng bây giờ lại đến với tất cả các anh chị, các quý vị về cái phần chia sẻ tiếp theo. Trước khi được chia sẻ với các anh chị về cái phần là chúng ta đã biết đến cái sản phẩm tốt rồi, vậy thì chúng ta làm thế nào để giúp đỡ mọi người, để chúng ta làm thế nào để chúng ta gia tăng cái thu nhập, thì Liên xin được giới thiệu sơ qua một chút về Liên. Tên đầy đủ của Liên là Nguyễn Thị Hoàng Liên. Hiện nay thì Liên cũng hơn 50 tuổi và hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước khi đi biết đến Sibri thì cũng như rất nhiều các anh chị đang ngồi ở đây, Liên cũng đã từng có những công việc làm nhà nước cũng có, đi làm thuê ở ngoài cũng có, và điều đặc biệt là có một cái thời gian nó không đủ dài, không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn, đó là Liên cũng đã từng trở thành mở cái doanh nghiệp riêng của mình. Và chính từ cái vấn đề là Liên đã nghĩ rằng mình làm chủ cho mình, nhưng mình không biết rằng đấy là mình đang làm thuê cho chính mình. Mình đang trả giá rất là nhiều, bởi vì có những đợt Liên phải làm từ sáng cho đến 10 giờ đêm Liên mới biết về nhà như thế nào. Nhân viên thì về rồi, nhưng mà mình thì vẫn tiếp tục cái công việc của mình, bởi vì nó quá tải và chính mình làm chủ, nên mình cảm thấy là mình nếu mình không thể bỏ về như nhân viên được, nếu không thì ngày mai cái công việc đấy mình không trôi chảy. Và chính cái thời gian 4-5 năm như vậy nó đã làm cho Liên gần như kiệt quệ. Kiệt quệ ở đây nói là kiệt quệ về sức khỏe. Mình gần như là gia đình mình bỏ bán luôn, mình không chăm sóc được gia đình. Và có một cái nữa đó là kinh tế. Đối với Liên thì cái kinh tế lúc đó nó cảm thấy là nó không mỹ mãn với cái mình bỏ ra. Và mình cảm thấy rằng nếu cuộc sống của mình nó cứ như thế này thì không biết nó đi về đâu và đến đâu. Và cái điều đặc biệt Liên mất đó là sức khỏe. Các anh chị biết bình thường ấy, chúng ta đi làm từ sáng đến chiều chúng ta về là chúng ta làm 8 tiếng. Nếu ai đó là làm thuê, làm nhà nước thì chỉ 8 tiếng thôi. Như với Liên thì nó gần như gấp đôi cái số cái thời gian đó. Và cái sức khỏe của mình gần như kiệt quệ. Và chính vì vậy nên Liên đã biết đến là phải dùng những cái mà giúp cho mình lấy lại được sức khỏe. Và cũng là một cái cơ duyên, Liên cũng đã biết đến sản phẩm thực phẩm chức năng. Trước khi biết đến Sibri, Liên đã dùng rồi và Liên cảm nhận, Liên rất là yêu.
yêu cái sản phẩm đó. Và khi biết đến Siberi thì Liên dùng thì Liên thấy rằng nó vô cùng giá trị, cũng như Triệu Anh đã chia sẻ. Thứ nhất, nó là hoàn toàn thảo dược, với Liên cái đấy là vô cùng quan trọng. Thứ hai, đó là nó có một cái giá rất phù hợp và ai cũng có thể dùng được. Thì Liên đã dùng sản phẩm và vô cùng yêu quý sản phẩm. Những thời gian đầu thì Liên rất thích dùng sản phẩm và chỉ muốn đi giúp đỡ người khác bằng cách là gì? Mình cứ đi tìm những người có cái vấn đề về sức khỏe để mình trao đi và vô tình là mình thấy rằng mình toàn đi tìm người bệnh thôi và những người bệnh đấy cũng có những cái người ta giữ được những cái sức khỏe, người ta trải nghiệm kết quả rất là tốt. Nhưng sau một thời gian, vì là người bệnh nên người ta vẫn có một cái thói quen, đó là gì ạ? Tôi dùng, tôi khỏe rồi, tôi thôi, tôi không dùng nữa. Đó là cái thói quen của người Việt Nam, chưa biết bảo vệ sức khỏe. Nhưng dần dần thì Liên thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ biết bảo vệ sức khỏe thôi thì chúng ta vô cùng là phí. Bởi vì với Siberi thì chúng ta không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn cho chúng ta thay đổi được cái giá trị của cuộc sống. Tức là cho chúng ta tiền và cho chúng ta cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy nên là Liên đã bắt đầu cái công việc đó là giúp cho nhiều người biết đến Siberi, không phải chỉ trải nghiệm kết quả mà hãy biết đến Siberi để thay đổi giá trị cuộc sống và lan tỏa cái giá trị cuộc sống đấy ra cộng đồng. Thế và thực sự với Siberi, các anh chị ạ, nếu những người mà đã như Liên ấy, hoặc là đã đi làm thuê, hoặc là đã đi làm chủ rồi mà đã có công ty riêng thì thực sự nó vô cùng giá trị. Bởi vì đến Siberi chúng ta không phải bỏ vốn. Cái vốn của chúng ta nó không đáng gì cả so với một cái doanh nghiệp ngoài truyền thống. Chúng ta được đứng trên vai người khổng lồ. Đó là chúng ta lợi dụng tất cả các đòn bẩy mà công ty đứng ra lo cho chúng ta. Thuế này, rồi thị trường này, rồi tất cả những cái gì liên quan đến pháp luật. Còn nếu các anh chị là một người chủ ở ngoài truyền thống thì các anh chị phải lo hết tất cả cái đó. Và các anh chị phải lo cái gì nữa? Phải lo chi lương cho nhân viên. Còn với Siberi thì chúng ta không phải lo cho cái doanh nghiệp của chúng ta nếu từ chúng ta xuống là một cái doanh nghiệp chúng ta làm chủ. Và với Siberi thì chúng tôi nói rằng kinh doanh không khó nhưng không phải là dễ. Bởi vì làm sao các bạn biết, như chị Anh đã trình bày, chúng ta có 4 sự lựa chọn để đến với Siberi. Tức là ai phù hợp với sự lựa chọn nào đều có thể được. Đó. Và với Siberi thì nó vô cùng tuyệt vời. Đó là chúng ta hoàn toàn ngồi ở trong nhà chúng ta và chúng ta lan tỏa được cái giá trị đó đến rất nhiều người không ở xung quanh chúng ta. Thậm chí ở Siberi bây giờ đã lan tỏa đến ra ngoài cái lãnh thổ Việt Nam, chứ không phải chỉ trong lãnh thổ Việt Nam nữa. Bởi vì thời đại này là thời đại công nghệ 4.0 và chúng ta hoàn toàn có được cái công cụ tuyệt vời như vậy để chúng ta lan tỏa. Đó là chúng ta dùng Internet qua Zalo, qua Facebook, qua YouTube, rồi Instagram, rồi Twitter, vân vân. Và đặc biệt đó là có cái Zoom meeting, bởi vì chúng ta đây ạ, đây chính là các anh chị đang ở trong Zoom đó. Và chúng ta không phải chỉ ở Hà Nội đâu ạ. Có rất rất nhiều người Liên biết ở tất cả những cái vùng quê hoặc là những cái vùng miền, những cái địa danh khác ngoài Hà Nội và chúng ta vẫn kết nối với nhau và chúng ta vẫn nhìn được tất cả những cái hình ảnh này. Và chúng ta không chỉ dừng lại ở đó ạ. Hiện nay ở trong S69 của chúng ta thôi ạ. Hệ thống S69 của chúng ta đã có rất nhiều người ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và đó chính là cái kinh doanh hoàn toàn ngồi một chỗ, kinh doanh toàn cầu. Vâng, và chúng tôi thì có sẵn rồi ạ, các thủ lĩnh đi trước chúng ta đấy, trước kia rất là chảy vậy, gần như đi khai hoang, đi khai phá một cái vùng, một cái công nghệ Siberi. Thế nhưng đến bây giờ thì có sẵn cái hệ thống, nhờ thủ lĩnh cho cái slide trước ạ, có sẵn cái hệ thống rồi, đó là S69, chúng ta join vào đấy để chúng ta học thôi. Và điều đặc biệt nữa đó là chúng ta lựa chọn, nó rất là đơn giản, đó là gì? Chúng ta chỉ trở thành người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh là gì ạ? Chị Oanh đã nói rồi là chúng ta được chiết khấu. Nhưng ở đây chúng ta hãy nhìn đến khía cạnh khác. Thứ nhất là chúng ta được lựa chọn một sản phẩm chất lượng quốc tế, đúng không ạ? Sản phẩm Siberi là sản phẩm hoàn toàn là đầy đủ tất cả những cái chất lượng của quốc tế và giá thành thì phù hợp với người Việt Nam. Chúng ta mua tận gốc của nhà sản xuất, tức là chúng ta là người mua tận gốc của công ty và có hóa đơn đỏ. Đấy là những cái chúng ta thấy rằng chúng ta là người tiêu dùng vô cùng được bảo vệ, vô cùng thông minh. Và tất cả những cái sản phẩm của Siberi á, thì đều bán một giá và không có cái chênh lệch giá nhập vào và giá bán ra để tránh cái hiện tượng phá giá. Và đây là cái mà giúp cho những người kinh doanh chúng ta thấy rằng vô cùng giá trị, bởi vì không phá giá thì chúng ta mới có thể làm được. Chứ nếu chúng ta bị phá giá thì chúng ta sẽ rất khó để làm. Giống như là một số những cái hàng của chúng ta đấy, thấy sang bên Mỹ không? Mỹ đánh rất mạnh vào cái là hiện tượng phá giá. Đấy là những cái mà chúng ta rất là có lợi. Và đặc biệt là chúng ta mua theo nhu cầu thôi. Và nếu chúng ta
có mong muốn giúp cho nhiều người thì chúng ta hãy lan tỏa cái giá trị này đến. Chúng ta ở đây là một mắt xích, công ty chỉ cần chúng ta là một mắt xích, là một khách hàng thôi. Mỗi tháng chúng ta tiêu dùng cho cái nhu cầu của chúng ta và chỉ khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi là chúng ta khoảng 2 triệu rưỡi và chúng ta được chiết khấu 25% thì chúng ta chi trả nó khoảng 2 triệu thôi. Nhưng chúng ta đã có được đầy đủ mọi cái sản phẩm đủ cho cái nhu cầu thiết yếu cho gia đình chúng ta. Ví dụ như trong phòng tắm, chúng ta thay thế hoàn toàn những cái sản phẩm trong phòng tắm bằng những cái sản phẩm của Sibri và chúng ta lại được chiết khấu 25%. Ngoài ra, chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị này đến cho những người bạn của chúng ta, những người thân của chúng ta và những người không phải là bạn chúng ta quen biết nhưng trên cái hệ thống Internet chúng ta biết được những người đó đang có nhu cầu thì chúng ta hãy lan tỏa họ để giúp cho họ biết đến Cyber Wallet và Cyber Wallet sẽ trả thêm cho chúng ta ngoài 25% và chúng ta được công ty chiết khấu lại cho chúng ta là 25% thì chúng ta sẽ được thêm 8 đến 37% theo cái đó là cái mức độ tiêu dùng của toàn từ chúng ta trở xuống đấy ạ. Tức là chúng ta giúp cho nhiều người thì chúng ta sẽ được công ty giúp cho chúng ta chi trả thêm cho chúng ta, thưởng thêm cho chúng ta rất là nhiều tiền đó. Và mỗi người chỉ là một mắt xích thôi. Vậy thì ở đây tôi nói đến khó là gì? Khó là nếu chúng ta không làm thì chúng ta cảm thấy rằng vô cùng khó và chúng ta rất là bỡ ngỡ và chúng ta không biết làm từ đâu. Nhưng nếu chúng ta làm thì chúng ta sẽ thấy rằng nó vô cùng đơn giản bởi chúng ta có hệ thống dẫn đường cho chúng ta và chúng ta chỉ cần tìm những người bạn thôi ạ, chỉ cần từ 3 đến 5 người bạn giống chúng ta. Các anh chị phải nhớ cái từ giống chúng ta chứ không phải các anh chị tìm 3 đến 5 người ngồi đấy. Giống chúng ta là gì? Nhận ra giá trị của Cyber Wellness, muốn tiêu dùng sản phẩm của Cyber Wellness và muốn lan tỏa cái giá trị đó đến cộng đồng. Đó, đấy là những người giống chúng ta và muốn làm gì? Muốn có thêm thu nhập và muốn xây dựng được một cái doanh nghiệp cho mình và còn để lại cho con cái mình. Đó là cái mà chúng tôi thấy vô cùng tuyệt vời và đấy là cái mà chúng ta đi tìm những người đồng chí hướng với chúng ta. Những người bạn đồng chí hướng như thế sẽ cho chúng ta cùng chung tay với chúng ta để xây dựng doanh nghiệp của chính người ta, chính những người bạn của chúng ta thành công. Và khi những người bạn của chúng ta, doanh nghiệp đó thành công thì cũng chính là doanh nghiệp của chúng ta thành công. Và giả sử các anh chị nhìn ở trên cái màn hình kia, chúng ta chỉ cần giúp cho 5 người bạn của chúng ta thôi ạ, tiêu dùng và người đó cũng giống chúng ta, đó là lan tỏa ra cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng và người ta sẽ thu nhập được những cái giá trị vô cùng lớn ở Cyber Wellness. Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu từ chúng ta giúp cho 5 người và 5 người đó lại giúp cho 5 người, 5 người đó lại giúp cho 5 người bằng cách là chúng ta giúp họ hiểu về Cyber Wellness, đưa họ vào hệ thống, họ cùng học tập, cùng được chúng ta dẫn dắt thì họ sẽ có một hệ thống, một đội ngũ cùng với họ lan tỏa giá trị tốt đẹp ra cộng đồng. Và ví dụ ở tầng thứ 5 thôi, chúng ta hãy nhớ rằng nếu chúng ta chỉ có 5 người bạn thì cái mức tiêu thụ doanh số của chúng ta nếu mỗi người là 2 triệu rưỡi thì nó không đáng gì cả. Nhưng nếu 5 người đó lại lan tỏa thì chúng ta thấy đến một cái vị trí nữa, đó là tầng thứ 5, chúng ta đã có 3.125 người trong cộng đồng. Và các anh chị thử làm một con số, một cái phép tính vô cùng đơn giản. Nếu mỗi người là tiêu dùng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 chẳng hạn, thì đến 3.125 người chúng ta sẽ có doanh số là bao nhiêu ạ? 8,1 tỷ. Vậy tôi hỏi các anh chị, có những anh chị đã từng làm kinh doanh, đúng không ạ? Các anh chị thử nghĩ rằng nếu một cái cửa hàng các anh chị mở ở ngoài truyền thống, một tháng doanh số 8,1 tỷ có phải là lớn không ạ? Vô cùng là lớn. Nhưng các anh chị sẽ cực kỳ là mất rất là nhiều thứ vào đấy, đó là quảng cáo, đó là tập trung nguồn lực vào thời gian, tiền bạc, sức khỏe vào đó. Và các anh chị phải quảng cáo, rồi các anh chị phải lan tỏa, các anh chị phải bán hàng và phải quản lý một cái hệ thống rất là nhiều người, rất là phức tạp. Nhưng ở đây chúng ta không phải quản lý cái gì hết, chúng ta chỉ cần tiêu dùng, xong rồi chúng ta giúp cho hệ thống của chúng ta làm được cái việc đó và chúng ta đã có một doanh số. Và lúc này chúng ta có một cái thu nhập mà công ty thưởng cho chúng ta, đó là phần thưởng vô cùng lớn. Ở đây thì trong đây tôi biết có đó là hai vợ chồng thủ lĩnh của chúng ta, anh Phạm Tiến Huynh và chị Đặng Việt Phương đã có một cái thu nhập nó đang ở cái chỗ này và còn lớn hơn thế rất là nhiều vì các anh chị đang sắp sửa bước sang một cái nấc thang mới. Và tôi thì đã thấm rồi, rất là thấm ở những cái công việc truyền thống, đã thấm ở cái công việc đi làm thuê. Và đến đây thì tôi thấy rằng nó vô cùng thấm thía trong cái câu nói đó là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Các anh chị ạ, nếu chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường chúng ta làm từ trước đến nay, chúng ta vẫn tiếp tục đi làm thuê thì bao giờ
tôi chỉ cần nói thôi ạ, chúng ta đi làm thuê, nếu chúng ta không tham nhũng, tôi nói thẳng là không tham nhũng, thì chúng ta bao giờ mới có tiền để mua được một chiếc ô tô ạ? Chắc chắn rất là khó. Bao giờ có tiền để chúng ta mong muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới ạ? Rất là khó. Chúng ta bao giờ có tiền để chúng ta mong muốn có được những cái mà cho con chúng ta, những cái gì chúng cần? Cái đấy là không thể. Nhưng với Siberia thì hoàn toàn có thể. Bởi vì tôi được biết rằng là ở Siberia đã có những cái kết quả mà nó được chứng minh là thành công. Và điều đặc biệt đó là cái thị trường Việt Nam ấy, năm 2019 các anh chị ạ, tức là năm ngoái đấy, thì chúng ta, cái thị trường của chúng ta tại Việt Nam đã là một trong hai cái quốc gia có cái sự tăng trưởng đứng đầu của tập đoàn. Và năm ngoái thì tại thị trường Việt Nam tăng trưởng là 176%. Nếu đây là những anh chị nào làm doanh nghiệp thì thấy rằng cái mức tăng trưởng vô cùng là mơ ước, vô cùng là ngoạn mục nếu chúng ta làm kinh doanh. Thì đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng một tập đoàn có một cái bước đi rất là bền vững, và đặc biệt là thị trường Việt Nam đang khởi sắc rất là tốt. Và xin thủ lĩnh cho slide tiếp theo ạ. À, chắc là trục trặc kỹ thuật một tí ạ. Ok, và đây ạ, đây là cái kết quả tháng 4, tức là tháng này đang là tháng 5, anh chị ạ. Và điều mà chúng tôi muốn các anh chị nhìn thấy ở đây đó là tháng 3 thì bắt đầu Việt Nam vào dịch Covid, đúng không ạ? Tất cả các ngành nghề, gần như rất nhiều doanh nghiệp phá sản. Tôi nói cái từ phá sản luôn đấy ạ, chứ không phải là gì đâu. Còn ngắc ngoài thì vô cùng là nhiều. Đặc biệt là những ngành hàng gần như là đứng im, không phát triển được, và số người thất nghiệp vô cùng lớn. Nhưng đặc biệt với Siberia của chúng ta thì sao ạ? Tháng 4 chúng ta có số người mới vào trong hệ thống, tức là người ta đón nhận được cái cơ hội này, là 4.700 người. Có lớn không ạ? Một doanh nghiệp mà có 4.700 người, một cái hệ thống, một cái doanh nghiệp có 4.700 người vào trong một tháng, vô cùng là tuyệt vời. Và đặc biệt là gì ạ? Cái tháng khó khăn như thế, nhiều ngành nghề tê liệt, nhiều người chỉ biết chơi và than và khóc. Các anh chị có thể lên trên những cái thông tin mà xem, chỉ thấy than, chỉ thấy khóc thôi, chỉ thấy kêu la thôi. Thì chúng ta có 4 người bước vào dự án xe hơi của tập đoàn, và có 2 tân thủ lĩnh. Tuyệt vời không ạ? Một cái ngành nghề chúng ta nếu không kinh doanh bằng công nghệ 4.0, không có sự lan tỏa, thì chúng ta sẽ không có được cái kết quả tuyệt vời như thế này. Vâng, đó chính là kết quả tháng 4 của chúng ta từ hệ thống S69 của chúng ta đấy ạ. Vâng ạ. Và ở Seven Qualities thì có một điều rất là tuyệt vời, đó là có một cái phần thưởng mà ai cũng mong chờ, ai cũng mong chờ các anh chị ạ, đó là quỹ thưởng xe hơi. Ai cũng mong chờ, bởi vì người Việt Nam của chúng ta đi làm cả đời cũng chỉ mong có một chiếc ô tô thôi, đúng không ạ? Chỉ mong có một chiếc ô tô thôi. Nhưng với Seven Qualities chúng ta thì đây chính là cái phần thưởng mà chúng ta chỉ cần tuân thủ theo hệ thống, chúng ta làm theo công thức là chúng ta sẽ có được. Và đặc biệt ở đây có rất rất nhiều người, những bạn trẻ, tôi nói rất nhiều bạn trẻ đã không bỏ qua cơ hội này, và người ta làm hết sức mình. Có những người chỉ 3 tháng, 6 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng đã có xe hơi rồi. Và đặc biệt ở đây có một người, vâng ạ, xin mời thủ lĩnh cho tiếp ạ. Chúng ta sẽ nói đến những cái hình ảnh tiếp theo, bởi vì sẽ có ở bên dưới, đó là quỹ thưởng xe hơi của chúng ta. Vâng ạ. Và đây, năm tháng 9 năm 2013, tháng 9, đúng rồi, tháng 9 năm 2015 thì 2013 thì có mặt tại Việt Nam, và tháng 1 năm 2016 thì công ty, thì tập đoàn đã trao 4 cái quỹ thưởng xe hơi cho chúng ta. Và đó là đặc biệt, đó là anh Phạm Hữu Minh đấy ạ, người mà đã dịch tài liệu đấy. Nếu những ai đã đọc những cuốn tài liệu của anh thì rất cảm thấy là phục anh. Và anh khi anh dịch tài liệu xong thì anh đã trải nghiệm sản phẩm và anh lan tỏa đến cho một người, đó là anh Trương Huy Cường, thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta đấy ạ. Và cặp đôi thủ lĩnh tuyệt vời của chúng ta, thủ lĩnh quốc gia Đặng Việt Phương và Phạm Tiến Huynh, và Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng bây giờ cũng là thủ lĩnh. Đó, đấy là 4 chiếc xe được trao đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Vâng, xin mời thủ lĩnh ạ. Vâng, và đây, đây là thủ lĩnh quốc gia của chúng ta đấy ạ, anh Ngô Văn Cát cùng với vợ. Anh là một người trong quân đội và vợ thì là một giáo viên. Và khi biết đến Seven Qualities thì thực sự là anh không phải ở con số 0 đâu ạ, anh ở con số âm,
ở con số âm, nhưng nhờ đến Cyberbullet thì bây giờ đã trả lại cho anh tất cả mọi thứ, và bây giờ thì anh đã có một con số dương rất là lớn rồi ạ. Anh có ô tô rồi, anh đã có thêm một cái ô tô nữa, đó là Mercedes. Anh đã có hai cái ô tô của tập đoàn. Vâng, điều đó rất là tuyệt vời, và sắp tới anh còn tiến xa hơn nữa. Chúng ta đang có những cái nấc thang rất là tuyệt vời ở bên trên, và các thủ lĩnh đang sắp sửa bước tới. À, xin mời ạ, xin mời slide tiếp theo ạ, nhờ thủ lĩnh. Vâng ạ, đây là một cô giáo và bây giờ là thủ lĩnh, đó là Đặng Thị Hương Giang. À, thực ra bạn Giang này tôi cũng rất là yêu bạn, bởi vì bạn luôn luôn vui vẻ, bạn luôn luôn lúc nào cũng cứ bình thản, cứ đùng đà đùng đỉnh đấy ạ. Và bạn biết đến Cipri, bạn biết rất là lâu rồi, rất là lâu rồi, nhưng mà bạn cũng chỉ là người trải nghiệm thôi, và bạn cũng chỉ tham gia cho nó vui thôi, chứ bạn chưa xây dựng hệ thống. Và đến khi mà thấy rằng những người xung quanh mình người ta phát triển rất là tốt thì bạn mới thực sự tập trung vào, và bạn tập trung vào chỉ có vài tháng thôi là bạn đã đạt được xe của tập đoàn. Đấy là những cái bước ngoặt thực sự là nó làm thay đổi con người đấy ạ, thay đổi con người của chúng ta. Và đây ạ, các anh chị nhìn một cái hình ảnh này, nếu mà chúng ta để ý thì thấy nó vô cùng là xúc động. Tôi phải nói từ xúc động, bởi vì anh là một người mà có một cái thân hình khác chúng ta. Anh đứng chưa bằng một cái ô tô, và anh thì rất là, đầu tiên thì anh rất là tự ti, anh không rất là ngại giáp mặt trực tiếp với nhau, với mặt đâu ạ. Và anh thì anh hoàn toàn làm online. Lúc đó anh đã làm online hoàn toàn rồi. Anh là người làm online rất là tốt, và anh lan tỏa cái đó hoàn toàn qua internet thôi. Và anh cũng đã nhận được xe hơi của tập đoàn. Tất nhiên là xe hơi này bây giờ là vợ anh lái chứ không phải là anh, bởi vì anh không đủ cái tiêu chuẩn cũng như không có cái sức khỏe để anh lái được cái xe hơi đó. Và đây ạ, đây là một thủ lĩnh nữa mà tôi cũng rất là ngưỡng mộ, chị Mai Thị Én. Chị đã từng là công nhân may, và thực sự khi biết đến Cyberbullet, chị cũng là một người mà cũng đang ở một cái con số mấp mé bờ vực đấy ạ. Không phải là nó đang thịnh vượng lắm đâu, nhưng đến với Cyberbullet chỉ có vài tháng là chị đã nhận được xe hơi của tập đoàn bằng cái sự lan tỏa. Khi biết giá trị thì chị lan tỏa rất là nhanh, rất là nhiều, và chị đã nhận được xe của tập đoàn. Vâng, xin mời thủ lĩnh ạ. Cái mạng của Liên nó hơi bị chậm, nên là chúng ta sẽ, cái hình ảnh nó sẽ đến chậm hơn một chút. Vâng ạ, đây chính là các thầy cô giáo đấy ạ. Ở đây trong Cyberbullet của chúng ta thì không phải là các thầy cô giáo đâu, ngành nghề nào cũng thành công, và đặc biệt là các thầy cô giáo thì thành công rất là nhiều, thành công rất là nhiều. Và đây là những cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy các thầy giáo, thầy Cương, giáo viên tiếng Anh, rồi các cô giáo, cô Lê Thị Huyền, giáo viên mầm non, giáo viên tiếng Anh. Rất rất là nhiều các thầy cô giáo đã thành công. Vâng, và đây ạ, đây vẫn là thầy cô giáo đấy ạ, bạn Trang, bạn Dung, bạn Dung, bạn Trang, và những cái hình ảnh rất là gần gũi với chúng ta. Đây là những người thầy cô giáo mà đã thành công với Cyberbullet. Và điều đặc biệt ạ, trước mặt chúng ta một cô gái vô cùng là trẻ, bạn sinh năm 90, bạn ở Sơn La. Tôi rất ấn tượng với bạn, bạn là bạn Ánh. Tôi ấn tượng với bạn vô cùng bởi vì bạn là người vô cùng mạnh mẽ. Bạn làm trong nhà nước và mức lương chỉ có hơn 3 triệu thôi, và bạn không chấp nhận cái mức lương đó bởi vì bạn muốn là thay đổi cái giá trị của bạn, bởi vì là trẻ, là một cái tuổi trẻ nên bạn rất khao khát để thay đổi bản thân, khao khát để có được cái cuộc sống tự do, khao khát để có tất cả những cái gì mà trong khả năng của mình làm được. Và khi bạn biết đến Cyberbullet thì bạn chỉ nói với cái người hướng dẫn của bạn ấy, chính là thủ lĩnh lĩnh vàng quốc gia của chúng ta, nói là em chỉ cần có thu nhập gấp đôi cái thu nhập của em bây giờ thôi là đã tuyệt vời rồi, chứ em cũng chẳng cần gì, là em bỏ luôn công việc để em làm Cyberi. Và chỉ một thời gian rất là ngắn, bạn đã có được cái thu nhập không những như vậy mà nó còn lớn hơn rất nhiều, và bạn đã nhận được thưởng xe hơi của Việt Nam, của tập đoàn. Vâng ạ, và đây là chị Hồ Túy Loan ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong những gương mặt đã nhận được xe hơi. Thực ra hiện nay đến Cyberi của chúng ta, cái tập đoàn của chúng ta thì có tính đến tháng 4 là có hơn 80 chiếc xe rồi các anh chị ạ. Nhưng chúng ta chỉ để những cái hình ảnh tiêu biểu thôi, bởi vì chúng ta không có cái thời gian để chúng ta đưa hết những hình ảnh đó ra. Vâng ạ, đây là sinh viên. Chúng ta đã đi qua các ngành nghề rồi ạ, và sinh viên cũng thành công. Em là Ngô Văn Phước, em là năm thứ 3 và chỉ có sau 1 năm cộng tác với tập đoàn, em đã có được cái thưởng xe hơi của tập đoàn. Và đây là một thủ lĩnh mà chúng tôi vẫn nói là chị bán cá, thủ lĩnh chị hàng cá. Chị đúng là thực sự là chị hàng cá thật, chị bán cá, và khi chị dùng sản phẩm có kết quả, chị lan tỏa kết quả đó, và sau đó thì chị bỏ luôn cái nghề bán cá của mình
và chị đi toàn thời gian với Seven Valley và chị đã trở thành thủ lĩnh. Và đây là một thủ lĩnh, chúng ta gọi là thủ lĩnh của các thủ lĩnh đấy ạ. Chị khi biết đến Seven Valley thì chị là đang có bầu được 6 tháng. Và khi mà chị ở nhà, chị sinh con, chị kết nối thì đến khi con chị được 3 tháng chị đã vào cái thưởng xe hơi. Và đây là thủ lĩnh mà tôi cũng rất là ấn tượng. Chị bị một cái bệnh vô cùng khắc nghiệt, một cái bệnh rất là khó và rất là ít khi bị thì lại rơi vào chị. Đó là cái một cái bệnh mà lupus ban đỏ là một trong những bệnh vô cùng nguy hiểm, chúng ta gọi là hiểm nghèo luôn. Và khi chị biết đến Seven Bullets thì gia đình chị gần như là không còn một cái gì cả. Chị đã rất là thất vọng về cuộc sống. Cái mong muốn của chị chỉ là được sống thôi. Chúng ta thì có cuộc sống rồi, nhưng chúng ta cứ cảm thấy nó là bình thường. Nhưng với người ốm thì với người có những bệnh hiểm nghèo thì chị nghĩ rằng chỉ được sống, chị mong muốn được sống thôi. Và khi đến với Seven Credit đã cho chị lại cuộc sống, không những chỉ cho chị cuộc sống mà còn cho chị những cái hạnh phúc viên mãn vẹn toàn. Đó là chị có được mọi cái chị mong muốn. Và cuối cùng thì sau một thời gian cộng tác và cái sự chia sẻ, chị đã có được xe hơi của tập đoàn. Thủ lĩnh không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy, tuyệt vời không ạ? Trông chị thế này thôi ạ, trẻ trung xinh đẹp thế này thôi nhưng chị đã ngoài 60 tuổi rồi đấy ạ. Chị là một cô giáo về hưu và khi biết đến Cyberglobalist cũng là vấn đề sức khỏe. Và chị uống thì không thể như chúng ta đâu, không phải hiển nhiên để trên bàn để uống đâu, chị còn phải giấu vào trong tủ. Bởi vì cả chồng và con đều không cho chị uống. Nhưng khi chị uống chị có kết quả thì chị đã đi lan tỏa cái kết quả này và chị đã thuyết phục được không những chồng mình, con mình mà bây giờ có rất nhiều người đồng hành cùng chị và chị nhận được xe hơi. Điều đặc biệt đó là cái người mà đầu gối, đầu ấp, tự nhiên tôi lại bị cái câu này nó hơi bị ấy, tức là người chồng nằm cạnh của mình ấy hàng ngày ấy, thì bây giờ đã tình nguyện trở thành gì ạ, người lái xe cho chị, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, học hết lớp 3 làm được, học hết lớp 3 thực sự bạn Hạnh đúng là học hết lớp 3 thật các anh chị ạ. Do là Hạnh có một cái điều kiện nó hơi khác biệt, đó là gia đình đông con. Và bạn học hết lớp 3 thì ở nhà phụ mẹ rồi lấy chồng. Và hai vợ chồng thì có một cái xưởng, đó là xưởng sửa chữa ô tô. Và bạn ấy thì có một cái nỗi đau, một cái nỗi đau vô cùng, đó là không bao giờ bạn được đi họp lớp. Các anh chị thấy không ạ? Chúng ta học hết cấp 2, hết cấp 3, hết đại học, hết trung cấp, hết cao đẳng thì chúng ta có rất nhiều những cái cuộc để đi họp lớp. Nhưng bạn Hạnh thì không. Và bạn ấy chỉ mong muốn nhìn thấy những người đi họp lớp thì bạn ấy thèm vô cùng. Và bạn luôn tự ti. Thế rồi khi biết đến Cyber Granite thì bạn đã trở thành một người lột xác hoàn toàn đấy ạ. Đây ạ, hình ảnh trước mắt bạn được đi du lịch theo tiêu chuẩn của tập đoàn. Và bây giờ thì bạn đã đứng không phải là một cô gái lớp 3 nữa, đứng trước gần 1.000 người để làm MC. Và thủ lĩnh lớp 8, bạn Trang, khi biết đến Cyber Granite cũng là vấn đề sức khỏe của con mình. Và khi giúp được cho con mình thay đổi được gần như là một cái điều mà bạn vô cùng mong muốn, một cái điều bạn ấy cảm thấy không bao giờ mơ ước được thì bạn đã có được, đó là sức khỏe của con. Và sự lan tỏa của bạn đã giúp cho bạn có được ô tô của tập đoàn. Và đây ạ, người nông dân chính hiệu. Vâng, các anh chị thấy hai cái hình ảnh này có khác biệt không ạ? Nếu chúng ta che đi một bên thì nhìn bên kia đúng là một cô nông dân. Nhưng nếu chúng ta che cái hình cô nông dân này đi thì sao ạ? Bên này là một doanh nhân và đây là bạn Hòa. Bạn thực sự là một người nông dân. Và sau khi đến với Cybergonis nhờ cái sản phẩm giúp cho chồng có được sức khỏe bằng sự lan tỏa thì sau gần 1 năm bạn đã có được ô tô của tập đoàn. Tuyệt vời không ạ? Vâng, và đây ạ, nếu chúng ta thấy rằng những cái lời kêu ca phàn nàn là mùa Covid chúng tôi không biết làm gì và mùa Covid chúng tôi rất khó làm thì đây là một trong cái hình ảnh mà anh chị biết. Tức là anh chị này đã nhận xe vào chính tháng 3, chính cái mùa Covid mà đang bắt đầu vào và mạnh mẽ nhất thì anh chị đã xây dựng cái doanh nghiệp với Seven Granite và tăng tốc phát triển để nhận được xe hơi của tập đoàn. Vâng ạ, xin mời thủ lĩnh trong slide tiếp theo ạ. Vâng, và những cái lễ trao giải, những cái lễ trao giải thì rất là nhiều. Một năm chúng ta sẽ có 2 lần được trao giải, chủ tịch sẽ sang để trao giải cho chúng ta những cái giải thưởng mà chúng ta được trong cái tưởng thưởng của chúng ta. Và đây ạ, điều đặc biệt đó là tại thời điểm này đã có 5 Mercedes. Tại thời điểm này chỉ có 5 năm vào Việt Nam, hơn 5 năm thôi, có 80 chiếc ô tô tính đến tháng 4 vừa rồi và có 5 chiếc Mercedes. Ở đây có anh Phạm Hữu Minh ạ, vợ chồng thủ lĩnh Trương Huy Cường, thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta, vợ chồng thủ lĩnh sắp thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta, Đặng Việt Phương và Phạm Tiến Hình.
vợ chồng thủ lĩnh Hiếu Huy và thủ lĩnh Cát Thúy, đó là 5 chiếc Mercedes theo cái tưởng thưởng của chúng ta, tưởng thưởng của tập đoàn đấy ạ. Vâng ạ, xin mời thủ lĩnh ạ. Đây ạ, đây là thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta, Trương Huy Cường và vợ nhận chiếc xe đầu tiên ngày 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi thủ lĩnh Phạm Tiến Huynh, Đặng Việt Phương nhận tại ngày 17 tháng 3, 2019 tại Đà Nẵng. Vâng ạ, rất là đẹp, long lanh, nhìn chị Phương như là bước trên sàn diễn nhận giải cành cọ vàng ấy, rất là đẹp. Và đây là 3 chiếc ô tô, trong đó có một chiếc là thủ lĩnh Phạm Hữu Minh và thủ lĩnh Cát Thúy và thủ lĩnh Hiếu Huy của chúng ta. Đây ạ, đây là anh Minh, rất là đẹp. Anh Minh của chúng ta trông thế này thôi nhưng mà anh đã ở một cái tuổi mà bây giờ nhiều người nói ra là ngưỡng mộ đấy ạ, U70 ạ. Và đây là thủ lĩnh Ngô Văn Cát với 2 đứa con rất là đẹp ở trên sân khấu. Thủ lĩnh Hiếu Huy, lúc đó là chị Hiếu đang có chữa cháu bé thứ 2, cũng đi nhận giải xe hơi của tập đoàn. Vâng, tuyệt vời ạ. Và đây ạ, những chuyến du lịch ở Southern Venice, chúng ta có rất nhiều những cái tưởng thưởng bằng hiện vật và những cái tưởng thưởng bằng những chuyến du lịch, những chuyến du lịch vô cùng đẳng cấp các anh chị ạ, vô cùng đẳng cấp. Và đây là một trong những chuyến đẳng cấp mà gần đây nhất ạ, đó là các thủ lĩnh của chúng ta đạt giải thì được đi con tàu 15 tầng và trước cái dịch Covid chỉ có vài ngày thôi ạ. Tôi vẫn nói đùa, tôi bảo may mà các thủ lĩnh chạy về nhanh chứ nếu không thì các thủ lĩnh cũng khó mà được nhập cảnh vào Việt Nam. Đây ạ, với những cái hình ảnh tuyệt vời không ạ? Rồi, rất là đẹp. Đây là các thủ lĩnh đứng trên tàu chụp ảnh đấy, đứng ở sân bay ạ, bay Dubai để chụp ảnh. Và bây giờ đây ạ, cái slide này nó đã cũ rồi các anh chị ạ. Đến năm 2019, tính đến năm 2019 thì có 5 chiếc Mercedes-Benz và hơn 60 chiếc xe hơi, nhưng bây giờ thì chúng ta con số đấy nó lớn dần. Và chúng ta biết không, đến với Seven Valley chúng ta có 4 sự lựa chọn. Đầu tiên, chúng ta hãy lựa chọn là người tiêu dùng thông minh để trải nghiệm sản phẩm đi. Bởi vì nếu các anh chị không trải nghiệm sản phẩm thì cái ngành kinh doanh này nó vô cùng đặc thù, đó là ngành kinh doanh chia sẻ. Chúng ta hãy trải nghiệm sản phẩm để chúng ta được là người tiêu dùng thông minh, chiết khấu 25% và để chúng ta lan tỏa những cái giá trị đó. Và ai là người đang có công việc ngoài truyền thống thì có thể chúng ta làm thêm thôi để chúng ta trải nghiệm sản phẩm và chúng ta cảm nhận được cái đồng tiền đến với Seven Group bằng cái sự lan tỏa thì chúng ta có được những cái đồng tiền, những cái phần thưởng của tập đoàn như thế nào. Còn những ai mà quyết định rằng chúng ta đang có một cái thời gian rảnh rỗi thì hãy đầu tư thời gian vào đây cùng với hệ thống của chúng tôi dẫn dắt để chúng ta có được một cái công việc nó gọi là công việc chính của chúng ta. Và nếu ai có một cái mong muốn giống như chúng tôi, đó là mong muốn có một cái sự nghiệp với Seven Group thì hãy tập trung toàn lực vào đây để chúng ta học tập cùng với đội nhóm để chúng ta làm. Và không khó ạ, chúng ta chỉ cần 4 giây thôi ạ, chúng ta nhận thấy đây là một cơ hội thì chúng ta hãy đón cái cơ hội đấy và ra quyết định, đó là trở thành người tiêu dùng thông minh để lựa chọn những sản phẩm, trải nghiệm và cùng học tập để xây dựng cái doanh nghiệp của mình. Có bao nhiêu thời gian thì dùng bấy nhiêu thời gian, và để chúng ta làm sao có thêm cái nguồn thu nhập tiếp, có thêm cái doanh nghiệp của chúng ta. Và đặc biệt đó là nếu chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ có gì ạ? Sẽ có một cái người ta gọi là thừa kế lại cho con cháu. Cái đó Liên rất là thích. Và chúng ta có 2 phút thôi ạ. Người giới thiệu cho các anh chị đến đây cái buổi hôm nay sẽ giúp các anh chị trở thành người tiêu dùng thông minh, trở thành tư vấn viên của tập đoàn Seven Valley. Trong vòng 2 phút là các anh chị hoàn thiện và không mất bất kể một cái gì, các anh chị đã có thể trở thành trải nghiệm sản phẩm rồi. Và chúng tôi sẽ có 72 giờ liên tiếp giúp cho các anh chị nắm bắt được những cái công nghệ của tập đoàn, nắm bắt được những cái là bước đầu đi như thế nào để các anh chị tiến tới làm cùng với tập đoàn. Và các anh chị học, học liên tục qua Zoom, học liên tục qua những cái hệ thống, qua những cái nhóm nhánh của chúng ta để chúng ta làm được. Và chúng ta hành động liên tục quyết liệt 10.000 giờ để làm gì ạ? Để trở thành bậc thầy. Tại sao với Seven Valley trở thành bậc thầy? Bởi vì các bạn sẽ vào đấy, các bạn sẽ biết các bạn trở thành những thầy giáo để các bạn đào tạo và các bạn phải học, học nhiều để các bạn dẫn dắt cho những người đi theo mình thành công, chứ chúng ta không phải vào đây để chúng ta thành công một mình. Và các bạn không lo, hãy để chúng tôi, những người đã giúp các bạn đến đây biết đến cái cơ hội này và những người cùng đồng hành với các bạn
và đặc biệt đó là hệ thống S69 sẽ chuyển giao công nghệ và giúp cho các anh các chị, giúp cho tất cả các bạn ở đây thành công giống như các thủ lĩnh đã thành công và đang tiến lên mở con đường rất rộng để cho chúng ta đi. Đúng không ạ? Vâng, và Liên rất mong là các anh các chị hãy suy nghĩ và kết nối ngay với người hướng dẫn của mình và tìm hiểu thật kỹ, hãy cứ mở đi, trải nghiệm sản phẩm đi, vừa trải nghiệm, vừa tìm hiểu để chúng ta hãy bắt tay vào. Và tôi rất thích cái câu đó là gì? Nếu ai đó cho bạn một cơ hội thì bạn đừng từ chối, bạn hãy đón nhận nó và tìm hiểu rồi trải nghiệm và bắt tay với nó. Điều đó rất là tuyệt vời. Vâng ạ, và cái buổi chia sẻ của Liên thì tạm thời dừng lại ở đây. Các anh chị và đặc biệt đó là những anh chị nào mà hôm nay lần đầu tiên có mặt ở cái buổi của chúng ta, chia sẻ của chúng ta, đã biết đến về sản phẩm rồi, qua cái phần chia sẻ của chị Oanh rồi, đã biết đến những cái cơ hội rồi, thì các anh chị có thể gặp lại cái người giới thiệu của mình để ra quyết định và giúp cùng với hệ thống, giúp cho các anh chị biết cách làm. Cho thủ lĩnh chia sẻ chứ. Vâng, và Liên rất muốn là xin mời những anh chị, những thủ lĩnh mà đã thành công, đã làm với Seven Qualities rồi, chúng ta hãy có cái chia sẻ để cho tất cả những cái người mới của chúng ta và những chúng ta có những cái học hỏi từ các anh các chị ạ. Là Liên xin mời anh chị nào có cái chia sẻ là đến với Seven Qualities thì đã thu được những cái kết quả thành công như thế nào và đã cho các anh chị những cái giá trị gì ạ. Xin mời những anh chị chia sẻ, chúng ta hãy nói tôi ạ. Tôi. Vâng, xin mời tôi ạ. Xin mời thủ lĩnh. Ok. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom và cảm ơn chị Liên đã cho Giang cơ hội để chia sẻ. Giang biết đến Savory được 5 năm và vừa ngày 19 tháng 5 vừa rồi là sinh nhật 5 năm. Nhưng mà cũng giống như lúc nãy chị Liên nói á, là Giang đơn giản chỉ sử dụng sản phẩm thôi và không có chia sẻ cái giá trị tốt đẹp này đến cho mọi người. Thế thì khi mà Giang nhận ra được cái giá trị tuyệt vời ở Siberi thì Giang mới tập trung vào Siberi và thực sự các anh chị ạ, tập trung ở đâu nở ra ở đấy, Giang đã giúp trong một thời gian rất ngắn và giúp ra được đến nay là 1.800 người trong hệ thống của mình. Và sau khi Giang tập trung 4 tháng, Giang đã bước vào chương trình xe hơi. Và 3 tháng sau khi mà hoàn thành xong cái nhà tư vấn chuyên nghiệp thì Giang đã được mua xe và vào tháng 12 năm 2018. Và đi xe hơi mà có tỷ phú trả tiền cho mình có thú vị không các anh chị? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và sau đó thì Giang 3 tháng sau Giang mở thành công được danh hiệu thủ lĩnh. Đó, giống như là một cây tre đúng không ạ? Chuẩn bị tất cả mọi nguồn lực dinh dưỡng cho rễ cây. Và đến khi mà nhận ra được cái giá trị tuyệt vời đó thì khi mà bung lên thì rất là nhanh, cây tre mọc rất nhanh đúng không ạ? Và Giang cũng được giống như vậy. Cho nên là chắc chắn một điều rằng Giang sẽ giúp được rất nhiều người, hàng triệu người trong cái doanh nghiệp này thành công. Xin chúc cho các anh chị mới khi tham gia tìm hiểu với Siberi thì hãy gặp người hướng dẫn của mình, tìm hiểu thật kỹ và đưa ra quyết định giống như chị Liên nói là 4 giây ra quyết định đúng không ạ? Dạ, xin chúc tất cả các anh chị em thành công. Cảm ơn chị Liên. Vâng, xin mời những người tiếp theo chúng ta hãy lên chia sẻ cho mọi người. Xin mời Đàm Linh ạ. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Đàm Diệu Linh. Vâng ạ. Linh mở mic. Alo, nghe em nói chưa ạ? Ok. Vâng. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các anh chị em một ngày mới tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp.
Linh vừa chạy bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm cùng với đồng đội về nhà cách đây khoảng tầm 30 phút, mồ hôi mồ kê vẫn còn đang rất là nhễ nhại. Cũng xin được chia sẻ với mọi người câu chuyện Linh đến với Siberia. Thì xin giới thiệu tên đầy đủ là Đàm Diệu Linh, sinh năm 1976, hiện tại đang là giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Ninh Bình, nhưng mà học tập và sinh sống tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thế thì Linh biết đến với Siberia nó cũng là một cái nhân duyên, và là một người đi tìm kiếm cái giải pháp sức khỏe cho mình, và đã biết đến được cơ hội Siberia qua một người anh là thủ lĩnh quốc gia Phạm Tiến Huynh, đã cho mình biết đến cái cơ hội này. Thế thì đến với tập đoàn sức khỏe Siberia bây giờ là 13 tháng, thì Linh đã mở danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp ở tháng thứ 9, và một cái điều rất là vinh dự nữa là được đứng ở thứ 3 trên toàn thế giới về đường đua tăng trưởng. Nếu như mà không có dịch Covid này thì tháng 7 này Linh sẽ được cùng với lại đồng đội được đặt chân đến cái vùng đất Siberia cội nguồn. Đấy là một cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Nếu như ở một cái người làm truyền thống và là ở một cái công việc mà mình làm cứ sáng cắp ô đi tối cắp ô về thì chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có được những cái giá trị như vậy. Và đến với Siberia thì ngoài cái giá trị gì ạ, về sức khỏe thì đã giúp cho chúng ta có cái giá trị về tài chính này, thay đổi được chất lượng cuộc sống, và đặc biệt là các giá trị về du lịch, và một cái điều nữa là được học tập và phát triển bản thân. Thế thì đến với Siberia thì thực sự là mình yêu Siberia là yêu như hơi thở. Đấy, và còn hơi thở thì còn chia sẻ Siberia. Và có một điều nhắn nhủ với tất cả các anh các chị có mặt trên Zoom buổi sáng ngày hôm nay, những người đã biết, những người chưa biết, thì biết đến với CBD nó là một cái cơ hội và nó là một cái công cụ sẽ giúp cho chúng ta gì ạ, thay đổi về cuộc đời, thay đổi về cuộc đời theo đúng cách của nó. Và với những cái người mà làm công việc truyền thống như mình, khi mình biết đến cái ngành kinh doanh này thì mình yêu nó vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta cứ tin tưởng vào người dẫn đường, tin tưởng vào hệ thống S69, tin tưởng vào đội ngũ, thì chúng ta con đường phía trước, đích ở phía trước, và chúng ta cứ đi thì chúng ta sẽ đến. Xin chúc cho tất cả các anh chị em, chỉ còn mấy ngày nữa thì chúng ta sẽ vì mục tiêu của mình và xuyên đích với những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Xin chào, chúc cho các anh chị em một ngày mới vui vẻ. Xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho chia sẻ. À, xin cảm ơn bạn Linh. Xin mời chị Liên tiếp tục. Xin cảm ơn bạn Linh. Xin mời anh chị nào chúng ta có thủ lĩnh ạ, có nào các nhà tư vấn chuyên nghiệp chúng ta có cái chia sẻ, cái cảm nhận mà chúng ta đã đến với Seven Valley và chúng ta nhận được giá trị gì ạ? Xin mời ạ. Xin mời ai thì hãy nói tôi ở đây. Và tôi có nhìn thấy một người mà tôi rất là ngưỡng mộ đấy ạ. Có bạn Lê Mỹ Hạnh ạ. Xin mời thủ lĩnh Lê Mỹ Hạnh. Hôm nay đã có một cơn gió nào đưa chị đến đây. Chị Hạnh đâu rồi ạ? Chị Hạnh có mở mic được không ạ? Đây đây ạ. Xin chào tất cả các anh chị trong... Xin mời. Rồi ôi, rất ngưỡng mộ chị Hạnh. Xin chào thủ lĩnh Hạnh. Chào anh chị Vinh. Rất là vui là vừa đến nhà xong ạ. Thì được chia sẻ cùng với các anh chị. Vì là Hạnh đi xe đạp từ trên bờ hồ về, là vừa về đến nhà. Vâng, xin chào các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Rất là vui được chia sẻ với anh chị. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Lê Mỹ Hạnh. Hiện Hạnh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Và Hạnh là một dược sĩ. Hạnh cùng vừa với các thủ lĩnh vừa chạy ở trên bờ hồ về. Thì thực sự với anh chị là mỗi một lần được đi chạy bộ cùng với các thủ lĩnh trên bờ hồ là một sự háo hức của Hạnh. Thực sự không những là chúng tôi cùng làm việc cùng với nhau, cùng được học tập, cùng làm việc, cùng đi thư giãn chạy bộ thì là điều rất là hạnh phúc. Và đến với Siberia thì lúc đầu thì Hạnh chỉ là mong là có sức khỏe thôi, Hạnh đi tìm giải pháp cho sức khỏe cho mình. Vì ở đây thì rất là có thể có một số anh chị không biết đến Hạnh, thì Hạnh có một cái căn bệnh nó tương đối là nan y, đó là bệnh rối loạn miễn dịch, lupus ban đầu hệ thống. Thì khi đến với Siberia thì các kiểu đông tây y là Hạnh đã chữa rồi, nhưng không có kết quả. Không kết quả đây là gì? Nó không hồi phục mà chỉ nó chỉ mãi mãi như thế và càng ngày càng kém hơn. Thì đến với Siberia thì tôi không những là có sức khỏe, có sắc đẹp, và thực sự là thu nhập của Hạnh nó hoàn toàn khác.
đã có những lúc Hạnh nghĩ rằng là không bao giờ Hạnh nghĩ là có cái con số chính thức số, nhưng bây giờ Hạnh có hoàn toàn là có thu nhập chính thức số, có những chuyến du lịch mà anh chị không thể tưởng tượng được. Là tôi nói thật anh chị là đến khi tôi đi du lịch mà tôi còn phải cấu tay tôi là không biết là mình thực hay mơ, vì nó quá sướng, sướng đến lúc mà mình cũng thực tưởng tượng nổi. Hạnh vừa đi chuyến du lịch 6 sao 19 tầng cùng với các 26 thủ lĩnh của Siberia. Anh chị có thấy không ạ? Một người ốm yếu đúng không ạ? Chỉ tìm giải pháp về sức khỏe cho mình thôi. Thì Hạnh vừa mới có sức khỏe, sắc đẹp, có những thu nhập và hơn nữa lại còn có cả chuyến du lịch. Và ở đây thì Hạnh muốn chia sẻ cho các anh chị những câu chuyện mà thực sự là Hạnh cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì không những sau 8 tháng thì Hạnh bắt đầu có vào quỹ thưởng ô tô của tập đoàn. Và Hạnh hiện nay đã giúp được hai người dưới Hạnh đã có ô tô. Một anh năm nay 55 tuổi, một bạn thì CM90, người sáng dịu. Và anh chị có biết không ạ? Tháng này hệ thống Hạnh sẽ chào đón thêm hai người nữa là nhà tư vấn chuyên nghiệp sẽ bắt đầu vào quỹ thưởng ô tô. Và thực sự Hạnh cảm thấy rất hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc từng phút từng giây, vì Hạnh đang cùng với các anh chị, các đồng đội của Hạnh tham gia và cùng nhau làm giàu tập thể. Và hôm nay trong buổi Zoom này, những anh chị nào đang tìm hiểu như vừa nãy chị Liên có nói ạ, anh chị hãy quyết định nhanh, trong 4 giây thôi ạ, chúng ta sẽ quyết định được cuộc đời của anh chị thay đổi một cách tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúc các anh chị có một cơ hội thực sự có một kỷ niệm trong cuộc đời mình, một sự thay đổi ngoạn mục. Khi bạn thay đổi, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn các thủ lĩnh và chị Liên đã cho Hạnh được chia sẻ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn thủ lĩnh Lê Mỹ Hạnh. Các anh chị thấy không ạ? Tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Anh chị có nhớ đến cái hình ảnh chị Hạnh mặc áo đỏ mà lúc mà Liên đã show lên, các anh chị xem chưa ạ? Đến bây giờ thì các anh chị thấy thế nào ạ? Tràn đầy năng lượng. Và điều tuyệt vời hơn đó là chị Hạnh tháng sau sẽ có giúp được thêm hai người nữa, tức là chị đã giúp được thêm cho tất cả là 4 người tính đến tháng sau đấy ạ. Và anh chị thấy không, nếu chúng ta có một công việc nào mà không những giúp được chúng ta mà còn giúp được cho rất nhiều người đi theo chúng ta thành công, thì có phải là cái môi trường chúng ta mơ ước không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Hạnh và cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong cái buổi chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị, và các anh chị hãy gặp lại người giới thiệu mình đến đây để ra quyết định cho chính mình, để giúp cho chính mình và giúp cho những người tin yêu đi theo mình, giúp cho rất nhiều người ở ngoài cộng đồng có được cuộc sống tuyệt vời, tốt đẹp hơn ạ.